Xin chào các anh chị. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần tiếp theo, đó là tôi xin trình bày một số những cái trường hợp lâm sàng về cái bệnh lý tuyến vú, có thể là có u hay là không, và chúng từ đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái phần của siêu âm đàn hồi. Đây là cái phần này là chúng ta sẽ minh họa. Thì các anh chị thấy cái ca đầu tiên, đây là một người bệnh nhân 66 tuổi đi khám sức khỏe, và cái hình ảnh mà siêu âm mà tôi ghi nhận được đó là ở cái vị trí 12 giờ ở bên trái có một cái tổn thương echo kém. Thì khi mà một cái người lớn tuổi 66 tuổi mà có một cái tổn thương nhỏ như thế này, khoảng chừng 5 ly trên cái mô vú mà hoàn toàn đã thoái triển, tức là chủ yếu là mô mỡ, mô vú nó đã xẹp hết rồi, và những cái tổn thương như thế này thì rất là nghi ngờ. Và như vậy á, khi mà chúng tôi làm một cái siêu âm đàn hồi trên cái hình ảnh của người bệnh nhân này, thì chúng tôi thấy rằng là cái hình ảnh siêu âm đàn hồi thì chúng tôi thấy rằng cái score Tsukuba score nó tập trung ở đây và nó lan rộng ra xung quanh như thế này đó. Thì cái trường hợp này đó, khi mà cái người bệnh nhân lớn tuổi như thế này thì luôn luôn có cái phim nhũ ảnh nên làm kết hợp. Thì chúng tôi thấy là khi mà cái phim nó quay về thì thấy là ở trên hình nhũ ảnh của cô có hai cái tổn thương đó. Một cái tổn thương là kích thước rất là nhỏ ngay cái vị trí mà chúng tôi tìm thấy đó, tăng cái đậm độ nó rất là sáng, và trên cái mô vú thoái triển như thế này thì người bác sĩ X-quang cũng đọc là cái BRAC 4 và cũng rất nghi ngờ đó. Và sau khi mà chúng tôi làm cái sinh thiết ở cái vị trí này thì nó ra vị trí 12 giờ, đó là cái carcinom tuyến, tức là cái ung thư. Như vậy các anh chị xem lại cái vị trí này trên cái siêu âm BIMOS, nó trên một cái mô vú thoái triển ở một cái người lớn tuổi mà xuất hiện những cái tổn thương như thế này thì chúng ta phải nghi ngờ. Và cái siêu âm đàn hồi nó giúp cho chúng ta là mình có thể nhầm lẫn không biết đây có phải là cái nang hay không đó. Nhưng mà nếu mà siêu âm đàn hồi có đó, tiếc là cái file này không chạy, thì chúng ta thấy là cái độ cứng nó tập trung khá nhiều ở quanh rìa của quanh cái khối u này. Và khi mà tôi làm core biopsy làm cái FNA cho cô thì thấy là cái vị trí 12 giờ là một cái hình ảnh của carcinom tuyến. Còn cái vị trí 8 giờ này như thế nào, trên cái phim cũng có thêm những cái vùng nó tăng đậm độ nhưng mà nó không có nhiều bằng cái tổn thương ở vị trí 12 giờ. Thì cái vị trí 8 giờ đó thì tôi coi xem lại cái vị trí 8 giờ trên cái siêu âm BIMOS, mà chúng ta thấy rằng cái hình ảnh này nó cũng rất là gợi ý, nó cũng không có loại trừ được, cũng là có cái độ mà bờ đa cung không có đều, tuy nhiên là nó tôn trọng những cái dây chằng, những cái mô của cái mô vú còn lại, và nó không có bị phá vỡ và xâm lấn xung quanh. Trên cái siêu âm đàn hồi nó cũng là cái score 4 đó, Tsukuba score 4. Và như vậy thì trường hợp này thì tôi sinh thiết thì lại ra là một cái thay đổi sợi bọc. Như vậy thì để từ cái phân loại nghi ngờ này thì chúng ta hạ một cái bước đàn hồi từ 4B xuống 4A, và nhưng mà chúng ta vẫn nằm trong cái sinh thiết cho cái người bệnh nhân. Và cái trường hợp này đó là một cái vị trí này là một cái ung thư vú, anh chị nhìn lại ở đây. Và cái trường hợp này đó là một cái thay đổi sợi bọc, tức là hai cái tổn thương, một cái lành một cái ác trên cùng cái người bệnh nhân, ở một cái người lớn tuổi và cái mô vú nó đã thoái triển hoàn toàn. Đây là cái hình ảnh mà đàn hồi, các anh chị nhìn thấy là cái màu sắc nó cũng tự trung và nó tập trung về cái hướng này, cũng là score 4 đó. Bước qua một cái trường hợp thứ hai thì đây là cũng một cái người bệnh nhân lớn tuổi và cái mô vú cũng là thoái triển, các anh chị nhìn chung thì cái mô vú nó là chủ yếu là mô sợi và mô mỡ. Nhưng mà khi mà lướt cái đầu dò qua cái vị trí khoảng 3 giờ cái vú bên trái thì chúng tôi thấy rằng cái hình ảnh mô vú nó thay đổi cái cấu trúc, nó rất là lộn xộn. File video nó chạy lúc nãy các anh chị nhìn thấy. Và khi mà làm siêu âm đàn hồi ở cái vị trí đó thì chúng tôi thấy cái độ cứng nó rất là tập trung, nó là cái điểm đàn hồi nó bằng 5 điểm. Chúng tôi đo cái Y trên B nó rất là rộng và nó lớn hơn 1. Và cái ratio B trên A, tức là chúng ta đo cái tỷ lệ độ cứng giữa cái khối u và cái mô mỡ là nó lên bằng 8. Đây, thì cái người bệnh nhân này cũng có cái hình ảnh của nhũ ảnh, và chúng ta thấy cái tổn thương nó hình sao, nó co rút và nó nằm ở cái vị trí này ở bên trái.
Và trường hợp này thì sau khi sinh thiết ở đây là một cái trường hợp ung thư vú. FNA nó ra là carcinoma tuyến. Đây là một cái tổn thương vú mà nó không có thành khối rõ trên cái siêu âm MIMOS. Chúng ta dùng cái siêu âm đàn hồi để chúng ta khẳng định thêm. Và như vậy đây là cái trường hợp mà ung thư vú mà non mass, không có thành khối. Một cái trường hợp tiếp theo, đây là người bệnh nhân đã đoạn nhũ trái 2 năm và đi tái khám định kỳ, theo dõi được 2 năm rồi, và hôm nay là chụp cái nhũ ảnh của cái vú bên phải, vú còn lại. Thì cái hình ảnh của X-quang cho thấy là nó có cái biến dạng xoắn vặn cấu trúc vùng dưới trong của vú bên phải, có mô vú còn lại nó cũng có thay đổi bất thường trên cái nhũ ảnh. Và khi mà làm siêu âm thì chúng tôi tìm rất là kỹ mô vú, nó rất là khó coi và nhìn thấy nó cái tổn thương nó đa ổ, nhiều cái cấu trúc phản âm kém và cái trục nó khuynh hướng dọc, bờ nó không có đều, nó như thế này anh chị. Khi làm siêu âm đàn hồi thì với những cái tính chất của cái siêu âm đàn hồi nén mà mình phân tích, tức là cái điểm đàn hồi Tsukuba score bằng 5, Y trên B lớn hơn 1, và cái độ mà cái tỷ lệ độ cứng giữa cái mô khối u và cái mô mỡ xung quanh nó rất là cao, và những trường hợp này là một cái ca vú phải đa ổ trên nền đã đoạn nhũ bên trái. Tiếp theo một cái trường hợp, đó là cái trường hợp mà ung thư vú, thì các anh chị thấy rằng là trên cái siêu âm MIMOS chúng ta nhìn rất là rõ đó. Nhưng mà một cái tổn thương echo kém, bờ không đều, nhưng mà khi mà làm tiếp theo thì các anh chị lưu ý là mình cái hình này là sau khi tôi khám xong rồi thì tôi sẽ cố gắng link lại để cho thấy là cái tổn thương này nó đa ổ các anh chị. Tức là muốn nói là sau khi tìm được cái ổ ung thư lớn thì chúng ta khoan vội dừng đã, chúng ta lần theo cái ống dẫn, tại vì những cái này nó đi theo cái ống dẫn. Và như cái trường hợp này á, thì tôi thấy rằng là ngoài cái tổn thương chính ở đây đó, mạch máu nó tập trung về cái hướng của cái khối u, thì cái ống dẫn nó giãn nhiều, và lần theo ống dẫn thì tôi thấy là những cái tổn thương vệ tinh khác nó như thế này. Đó, nó đi theo này, và đây tiếp theo nữa đó, nó cũng có cái nguồn mạch máu nó cung cấp và nó gây giãn ống dẫn quanh đó. Chúng ta ráng đi theo, thấy có những cái vùng mạch máu nó xuất hiện rất là bất thường, và nó lại thêm những cái nốt echo kém, và nó có cái vi bôi hóa ở bên trong. Như vậy thì cái người bệnh nhân này có tới 4 cái ổ ung thư, tức là đa ca vú mà đa ổ. Như vậy thì cái slide này á, muốn nhắn gửi cho các anh chị là chúng ta cần tìm thêm những cái tổn thương vệ tinh bên cạnh cái tổn thương lớn. Vì cái tổn thương đa ổ nó sẽ làm thay đổi cái phân loại TNN, và nó thay đổi cách xử trí cũng như cái tiên lượng của cái người bệnh nhân. Và bốn cái vị trí này á, thì khi mà làm cái đàn hồi nén á, thì nó đều có cái thang điểm Tsukuba từ 4 đến 5. Và cái Y trên B ratio, tức là cái kích thước của cái đàn hồi nó đều lớn hơn cái kích thước của cái MIMOS, và cái tỷ lệ độ cứng nó cũng đều rất là cứng. Và năm những cái trường hợp khi mà gặp cái trường hợp này á, thì chúng tôi cho bệnh nhân thứ nhất là chụp cái nhũ ảnh để chúng ta đánh giá, và cái thứ hai nữa là chụp cái MRI, vì người bệnh nhân đồng ý làm và có điều kiện, và Medic cũng có máy. Thì sau khi mà làm xong thì sau khi mà chích tương phản trên cái MRI thì thấy là cái biểu đồ bắt thuốc tương phản nó sớm, nó đi cái hình dốc dựng thẳng lên trong vòng 10 giây đầu, và nó thải thuốc xuống cái dạng mình nguyên dạng của cái biểu đồ ác tính rất là rõ. Và trên cái coi lại trên nhũ ảnh thì cái tổn thương nó không phải đơn thuần một khối như siêu âm, mà nó lan rất là rộng, đa ổ như thế này, lan rộng theo. Và cái trường hợp này thì chúng tôi sinh thiết làm co biopsy ở hai vị trí 10 và 12 giờ thì đều có những cái tế bào ung thư. Đây là một cái ung thư vú mà dạng xâm nhập, tức là ung thư của ống tuyến vú mà nó đã xâm nhập đó. Thì đây là một cái trường hợp mà mình dùng cái siêu âm BIMOS, mình khám kỹ lưỡng, mình thấy được những cái thay đổi cấu trúc vú, siêu âm đàn hồi để mà hỗ trợ coi là một tổn thương ung thư hay là nhiều tổn thương ung thư, thì thấy đây là những cái vị trí mà chúng ta khảo sát qua đều là ung thư hết, đều cứng hết. Và cái hình ảnh của cái nhũ ảnh và đàn hồi cũng giống như là sinh thiết cuối cùng, thì nó giúp để chúng ta biết rõ cái kết quả cuối cùng. Một cái trường hợp, bước qua trường hợp thứ 5, thì đây cũng là một mà cô bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cô này là khoảng 57 tuổi, thì cái mô vú cũng đã thoái triển và không có tổn thương. Thì ghi nhận ở chỗ này, anh chị lưu ý thấy có một cái tổn thương cái dạng
trục thì dọc, khuynh hướng dọc và bờ của nó không có đều, có những cái lúc nó rút mà các anh chị nhìn kỹ các anh chị thấy đây là cái tổn thương mà nó rất bất thường xuất hiện trên một cái mô vú nó đã thoái triển. Và cái trên siêu âm đàn hồi thì chúng ta thấy là nó rất là cứng, so với cái này là Sukuba score là bằng 5 điểm và E-trin B lớn hơn 1. Thì chụp nhũ ảnh, đây là một cái tổn thương kích thước rất là nhỏ ở trong mô vú, nó tăng cái đậm độ và nó có hình sao. Thì trường hợp này sau khi mà bấm cái làm cái FNA không có ra được kết quả thì chúng tôi hội chẩn với các thầy và các đàn anh thì quyết định là phải bóc cái rộng lớn cái khối này ra và để coi, thì thấy là cái lõi của cái khối u nó rút như thế này. Và như vậy đó thì cái kết quả cuối cùng nó là carcinoma vú mà dạng tiểu thùy xâm nhập. Chính vì cái carcinoma kích thước nhỏ nhưng mà là carcinoma tiểu thùy cho nên cái người bệnh nhân này á là phải được điều trị là đoạn nhũ và theo dõi cái mô vú ở bên còn lại, đó, carcinoma tiểu thùy. Một cái trường hợp u vú nó hơi đặc biệt đó, thì các anh chị thấy trên cái siêu âm BMOT nó có hai cái tổn thương đó, chúng ta tập trung cái tổn thương của cái khối u lớn, có hai tổn thương có vẻ giống nhau, tức là cái tổn thương cái bờ nó khá rõ, nó có hai cái thành phần, nó là cái mô đặc ở bên trong và nó có cái dạng dịch ở phía bên dưới của cái khối u. Và khi mà làm cái siêu âm mà Doppler đó thì các anh chị thấy cái mạch máu nó phân bố rất là nhiều ở cái thành phần đặc của cái khối u này. Và khi làm cái siêu âm đàn hồi thì chúng tôi thấy rằng là cái phần đặc của khối u nó cứng, nhưng mà nó cứng không có đồng nhất, nó là cái Sukuba score bằng 3 thôi, bằng 3 nó lan ra như vậy. Và khi mà đây một cái hình ảnh của siêu âm đàn hồi nữa, và khi mà chụp cái cô này được chụp cái MRI của cái tuyến vú để đánh giá cái khối u thì thấy là cái kết quả của cái hình MRI nó cho thấy cái biểu đồ vừa MRI và cái biểu đồ bắt thuốc là dạng lành tính. Cái kết quả sinh thiết nó là lành tính của cái thay đổi sợi bọc, và vì vậy bệnh nhân được mổ bóc cái khối u này như vậy. Và cái kết quả cuối cùng sau khi mổ u nó là một cái u sợi tuyến lành của vú. Như vậy đây là một cái loại u sợi tuyến rất là đặc biệt, một cái u sợi tuyến không có điển hình. Các anh chị mình nhìn lại một lần nữa về cái hình ảnh siêu âm của một cái khối u sợi tuyến không điển hình. Bình thường thì mình thấy những cái bướu sợi tuyến điển hình là những cái bướu mà hình oval, bờ đều, giới hạn rõ, tăng âm như là một cái hộp động nằm ngang. Còn cái dạng này là cái bướu sợi tuyến mà hoàn toàn không điển hình, nó có những cái bùn nó thoái triển tạo dịch ở bên trong. Và cái siêu âm đàn hồi thì nó giúp cho chúng ta là nếu mà những cái bùn này nó tập trung mà nó cứng, nó xanh hết thì chúng ta rất nghi ngờ. Nhưng mà những cái dạng này thì chúng ta thấy là có thể yên tâm được phần nào cho người bệnh nhân, nó là không có ác tính. Và cuối cùng cái kết quả ca này nó là một cái u sợi tuyến lành của tuyến vú mà cái dạng không điển hình. Bước qua một cái trường hợp tiếp theo, thì cái người bệnh nhân này đi khám, bệnh nhân có một cái mô vú rất là khó khảo sát, rất là khó coi, vừa dày vừa đặc. Người bệnh nhân còn cái tuổi mà gọi là khoảng chừng 40 mấy 50 tuổi đó, bắt đầu rối loạn cái tiền mãn kinh. Các anh chị coi trên cái hình BMOT, tôi xin các anh chị nhìn thấy như thế này đó. Thì những cái dạng vú như thế này là dạng mô vú đặc và chúng ta rất dễ bỏ sót nếu chúng ta trong quá trình khám ấy, chúng ta không lưu ý hoặc là đôi lúc chúng ta không tập trung một chút xíu thì chúng ta có thể bỏ sót cái tổn thương cho người bệnh nhân. Các anh chị nhìn kỹ lại thêm một cái hình ảnh BMOT ha, và chúng ta tập trung chúng ta thấy nó có những cái vùng nó đi nhô lên đó, và cái phần mà BMOT phản âm kém nó đi hơi lên cao một chút xíu, nó không đồng nhất gì cả đó, những cái vùng này. Và khi mà chúng ta tập trung kỹ ở cái vị trí đó thì chúng ta thấy rằng nó giống như nó có cái halo ở xung quanh và như vậy, và nó có cái vi vôi cái này sẽ nó không chạy. Các anh chị nhìn lại chút nữa thì các anh chị thấy nè, nó có cái vi vôi nhỏ li ti lấm tấm nhiều ở bên trong. Cái này đòi hỏi chúng ta phải có kinh nghiệm. Và cái mô vú nó rất bất thường, nó phát triển lên trên cao, nó đi xâm về hướng mô mỡ, về hướng dưới da, ra cái mô mỡ dưới da. Và trên cái siêu âm mà Doppler thì chúng ta thấy là những cái mạch máu nó phân bố từ ngoại vi vào cái trung tâm, nó đi vuông góc vào như thế này đó, nó lan rộng, nó rất là bất thường, nó dọc theo. Trên cái siêu âm đàn hồi thì mình tập trung ở những cái vị trí này, tôi thấy là nó rất là cứng. Ngay cái vị trí này nó rất là cứng. Cái ratio B trên A nó lên tới 8 chấm
0,4 là nó rất là cứng, tỷ lệ độ cứng. Và trên cái nhũ ảnh ở bệnh nhân này thì thấy là nó có cái vi vôi hóa tập trung là chủ yếu, nó mất cái cân xứng cái mô vú giữa hai bên, và cái vị trí 12 giờ, cái vị trí mà chúng ta ghi nhận trên cái xâm đàn hồi thì nó là có cái vi vôi hóa rất là nhiều, và trường hợp này là một cái ung thư vú carcinom tuyến trên một cái mô vú dày đặc khá là khó coi. Bước qua một cái trường hợp tiếp theo nữa, đó là cái ung thư vú mà có kích thước rất là nhỏ các anh chị. Thì muốn đưa những cái trường hợp mà nó không có điển hình, tại vì những cái trường hợp mà điển hình thì phần lớn là chúng ta rất là dễ dàng nhận dạng trên siêu âm, còn những cái trường hợp mà không điển hình đó các anh chị thấy là cái mô vú nó chỉ hơi co, cái thay đổi cấu trúc và nó phản âm kém, nó co rút về phía ngoài mặt da và nó giới hạn không có rõ, không có vỏ bao, không có giới hạn rõ gì hết, nó gián đoạn cái cấu trúc cái mô vú. Và trên cái siêu âm Doppler thì các anh chị nhìn thấy là nó cái dạng mạch máu nó đi về phía trung tâm của cái khối u, có những cái mạch máu tân sinh rất là bất thường, nó đi thẳng vuông góc vô, hoặc là những cái nhỏ xung quanh như thế này đó. Thì trường hợp này thì bệnh nhân qua coi, mình coi lại nhũ ảnh thì mình thấy là trên cái phim nhũ ảnh, trên cái phim CC thì cái tổn thương nó rõ hơn là cái MLO, là nó có cái tổn thương phản tăng đậm độ mà có cái hình sao nó như thế này, so sánh với cái đối bên các anh chị. Đây thì trên cái siêu âm đàn hồi strand đó, siêu quay đó, strand đó, tức là đàn hồi nén đó, thì chúng ta thấy rằng là cái vùng mà chúng ta nghi ngờ đó nó rất là cứng. Đó, nó tập trung đây, nó có cái màu xanh nó rất là đậm, nó cứng. Và chúng ta roi lại để chúng ta đo cái tỷ lệ độ cứng so với cái mô mỡ bên trên thì cái ratio này nó lên tới 4.41. Nó là nó cứng so với cái mô mỡ bên trên. Và trường hợp này cuối cùng nó cũng là một cái ung thư vú, carcinom tuyến của ung thư vú. Những cái trường hợp này thì trong quá trình khám BIMOD của chúng ta thấy rất là nhiều và chúng ta rất là lo lắng, không có biết là cái người bệnh nhân có bị những cái gì nó núp bóng ở dưới này hay không. Và như vậy thì chúng ta dùng cái siêu âm đàn hồi chúng ta rà ha, thì các anh chị thấy những cái vùng chúng ta nghi ngờ đó thì nó cũng không có thay đổi gì trên siêu âm đàn hồi, nó cũng chỉ là cái Tsukuba score 2 thôi. Đây muốn đưa cái hình minh họa các anh chị thấy trong quá trình mình làm đó, thì có những cái vùng nghi ngờ mà chúng ta tưởng rằng là vi vôi ha, trên BIMOD chúng ta tưởng rằng là vi vôi thì trên nhũ ảnh nó hoàn toàn không có, và siêu âm đàn hồi nó hoàn toàn mềm. Nên anh chị nhắc lại là chúng ta tưởng như những cái nốt trắng này là cái vi vôi, thực sự đó là những cái sơ hóa của cái mô tuyến vú trong cái thay đổi sợi bọc. Những cái trường hợp như thế này là thay đổi sợi bọc tạo mảng, thì dùng cái siêu âm đàn hồi để chúng ta loại, và chúng ta không có cần thiết làm cái gì thêm trên cái người bệnh nhân này. Rồi, hoặc là mình bước qua một cái trường hợp tiếp theo, như là một cái trường hợp mà ung thư vú mà nó cũng không tạo thành khối. Tạo thành khối thì dễ rồi các anh chị nhìn cái khối đó, rồi các anh chị đo đàn hồi, các anh chị đo độ cứng, các anh chị đo cái eGFR ratio dễ rồi. Còn những cái trường hợp mà cái ung thư mà nó không có tạo thành khối gì cả, nó rất là khó nhận định trên cái siêu âm BIMOD. Cái này là đòi hỏi cái kinh nghiệm, chúng ta phải canh chỉnh cái máy mà phải quen con mắt, và chúng ta sẽ tìm những cái bất thường, luôn so sánh với những cái vị trí xung quanh để chúng ta tìm những cái bất thường. Thì đúng là cô này là cũng chỉ là để đi khám sức khỏe định kỳ. Và các anh chị có một cái lưu ý là khi mà chúng ta làm cái Doppler đó thì chúng ta lại thấy có một cái vùng này nó lại có những cái mạch máu nó bất thường, nó đi vào tập trung. Tiếc là cái hình này tôi không có lưu được cái file video đó. Thì khi mà cho chụp nhũ ảnh thì các anh chị thấy đây, cái tổn thương nó nằm ở đây, những cái vi vôi hóa nó theo cái ống dẫn như thế này, vi vôi hóa ác tính, cái tổn thương nó như thế này, và những cái nốm vi vôi đó, và có hạch nách. Trường hợp này nó cũng là khi mà làm cái siêu âm đàn hồi vì nó mơ hồ không biết ở đâu, thì chúng tôi dùng cái siêu âm đàn hồi để định vị đó, thì chúng tôi thấy được rằng là nó có cái tổn thương rất là cứng, và chính những cái vùng tổn thương cứng này nè để hướng dẫn để mà làm sinh thiết bấm vô những cái vị trí này, và kết quả đây là một cái ung thư vú, một cái carcinom tuyến. Tức là cái trường hợp này tôi muốn nói, nếu chúng ta có nhũ ảnh thì mọi việc nó rất dễ dàng, chúng ta nhìn thấy được cái tổn thương rất là nghi ngờ ác tính, dạng vi vôi hóa và tổn thương nó đậm độ ác tính rất dễ, có hạch nách đi kèm. Nhưng nếu mà chúng ta đứng
siêu âm không, ở những cái cơ sở không có, chúng ta làm một cách kỹ lưỡng, chúng ta quen máy, quen mắt và chúng ta có cái siêu âm đàn hồi thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta chuyển lên tuyến trên để tránh bỏ sót cho cái người bệnh nhân được phát hiện ở cái giai đoạn sớm. Và cái cô bệnh nhân này thì sau khi phát hiện là sẽ được đã được đạn nhũ và kết quả cuối cùng đó là cái carcinoma tuyến cũng đang được vô hóa chất điều trị. Những cái trường hợp mà trong cái quá trình mà bệnh nhân điều trị rồi thì không đoạn nhũ đó, có những cái mà làm tái tạo đó thì chúng tôi cũng dùng cái siêu âm để mà khảo sát rất là kỹ để tìm coi có tái phát hay không. Thì như là trường hợp này, chúng tôi thấy là trên cái siêu âm BIMOS, trên cái mô vú nó đã tái tạo đó, nó có xuất hiện những cái phản âm kém, nó nằm bất thường. Bình thường thì những lần trước tái khám thì không có, mà lần này có thấy tổn thương dạng đặc, phản âm kém và xuất hiện như vậy. Và khi mà chúng tôi làm cái siêu âm đàn hồi ở những cái vị trí nhỏ như thế này thôi thì lại thấy nó rất là cứng, nó rất là cứng. Và đây chẳng hạn như vị trí này thì cái độ đàn hồi nó rất là cứng, mà chúng tôi so sánh với cái mô vú ở mô mỡ bên trên thì thấy là cái ratio này nó chênh lệch rất là cứng. Và cuối cùng thì đây là sau khi làm cái FNA thì cái trường hợp này là tái phát, là một cái carcinoma tuyến và bệnh nhân phải đạn nhũ bỏ luôn. Trước chỉ là một bảo tồn thôi và sau này là phải bỏ hết vú. Có những cái trường hợp mà trong cái quá trình mình làm á, nhìn cái siêu âm BIMOS chúng ta đánh giá rất là dễ dàng đây là một trường hợp ung thư vú. Nếu ai đã từng quen làm siêu âm vú thì tất cả các bạn từ nhập môn cho đến làm rất lâu đều nhìn rõ ràng đây là ung thư vú. Với cái hình ảnh siêu âm BIMOS phản âm kém, trục khuynh hướng dọc, bờ không có đều, nó co rút xung quanh, nó phá vỡ cái cấu trúc đang đi của mô vú bình thường. Một cái cấu trúc này nó vô dành chỗ. Chúng tôi đọc ngay trên BIMOS là BIRAT 5. Khi mà làm siêu âm đàn hồi thì chúng tôi nhận thấy rằng nó không tập trung được cái tia, cái màu sắc như là những trường hợp khác. Chúng tôi ở nhiều cái vị trí khác nhau chúng tôi cũng vẫn không đọc được. Cái Sukuba score nó chỉ là bằng 2 thôi, tức là cái trường hợp này là âm tính giả nè. Đó. Chúng tôi mà khi mà chúng tôi roi nó rộng ra ở những cái vị trí xung quanh thì cái ratio between A nó là 4.6, nhưng mà cái bản đồ đàn hồi nó không có được. Và khi mà chúng tôi kết hợp vừa cái siêu quay trên cái người bệnh nhân này thì cũng thấy rất là dễ lý giải, tức là cái vị trí trung tâm của khối u nó rất là mềm, các anh chị nhìn trên bản đồ này nó mềm và chúng ta phải đo những cái ngoại vi nó mới cứng. Cái này là nó cho chúng ta cái thông số về cái mét trên giây nè. Cái độ min của nó chỉ có 2.97 mét trên giây thôi, có nó tương ứng với 26.6 kilopascal. Thì như vậy đây là một cái trường hợp của ung thư mềm, một cái carcinoma mà nhầy, nó rất là mềm, nó carcinoma nó mới thì nó mềm. Thành ra là trên cái siêu âm mà đàn hồi nén, chúng ta thang điểm Sukuba cũng rất là thấp. Và khi đo cái siêu quay thì cái mét trên giây của nó cũng rất là thấp. Và khi mà sinh thiết thì chúng ta lấy cái vùng rìa này nè thì nó có cái tế bào ung thư rất là rõ hơn. Và đây là một cái trường hợp ung thư. Thì trường hợp ung thư này đó, đây cái hình ảnh của người bệnh nhân là có cái phim nhũ ảnh và cái kết quả là carcinoma vú, soft cancer.